cùng ban số 776985. Sau đây là kết quả xổ số Cần Thơ thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 60. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 789. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3801 3250 1912. Giải 5 trị giá 1.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3238. Giải 4 trị giá 3.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8718 90791 39025 62000 27767 35313 39258. Giải 3 trị giá 10.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 53665 85888. Giải nhì trị giá 15.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 35289. Giải nhất trị giá 30.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 01473. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 192219. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 192219. Sau đây là kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 13. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 000. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9303 4178 5107. Giải 5 trị giá 1.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8202. Giải 4 trị giá 3.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 93778 40023 87524 43141 89111 58924 66619. Giải 3 trị giá 10.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 89234 55433. Giải nhì trị giá 15.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 61863. Giải nhất trị giá 30.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 78084. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 615564. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 615564. Sau đây là kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 86. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 694. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1948 7838 9112. Giải 5 trị giá 1.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2833. Giải 4 trị giá 3.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 44372 89734 92196 29996 51465 31917 03491. Giải 3 trị giá 10.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 58028 07835. Giải nhì trị giá 15.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 99629. Giải nhất trị giá 30.000.000 đồng, các vé tận cùng mang số 81343. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số
0937 76 9 8 5. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 7, 7, 6, 9, 8, 5. Sau đây là kết quả xổ số Cần Thơ thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 0. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 8, 9. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3801, 3250, 1912. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3238. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8718 90719 39025 62000 27767 35313 39258. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 53665 85888. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 35289. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 01473. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 192219. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 192219. Sau đây là kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 13. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 000. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9303 4178 5107. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8202. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 93778 40023 87524 43141 89111 58924 6669. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số